Em chào Sốp nhá. Sốp lại quay video à? Em nghe nói là Sốp bán rất là nhiều những chiếc tay cầm. Thì hôm nay em qua Sốp em tìm một chiếc tay cầm của Xbox. Em thì không có gì ngoài điều kiện cả, nên là Sốp có mẫu tay cầm của Xbox nào đắt nhất mang hết ra đây. Và đó cũng là cái câu hỏi mà rất là nhiều anh em gửi về dành cho Sốp tay cầm để mua một chiếc tay cầm cao cấp nhất của nhà Xbox. Chắc chắn rồi, nếu như anh em mua một chiếc tay cầm của Xbox thì bản thường thường của Xbox nó cũng chỉ giá đâu đó khoảng tầm một củ mốt, một củ hai thôi. Đây là Xbox Series X, cũng là một phiên bản mới để thay thế cho Xbox One S ngày xưa. Nhưng với phiên bản thường, phiên bản mà Sốp bán rất là chạy như thế này, nó cũng chỉ tầm khoảng đồng 1, đồng 2 thôi. Nên là với những anh em không có gì ngoài điều kiện, chắc chắn là muốn một chiếc tay cầm nó sẽ cao cấp hơn một chút. Thì ngày hôm nay rất là trùng hợp thì Sốp tay cầm lại về thêm những phiên bản của Xbox Elite Series 2. Đây là phiên bản màu trắng với mức giá đâu đó chỉ khoảng tầm khoảng hơn 2 củ thôi. Một mức giá cũng rất là tốt so với thời điểm trước. Mình nhớ một thời điểm mà Elite Series 2 giá nó thường đâu đó khoảng hơn 3 củ, kể cả phiên bản màu trắng, phiên bản core này thì nó cũng rất là đắt. Ngoài ra thì Sốp vẫn về thêm những phiên bản màu xanh dương này. Anh em nào hợp mệnh thủy các thứ thì cũng dùng màu xanh dương rất là nhiều. Và đặc biệt hơn cả, Xbox Elite Series 2 phiên bản cao cấp nhất, đắt đỏ nhất, đầy đủ nhất với tất cả những phụ kiện, thì với phiên bản màu đen này cũng đã sẵn hàng tại Sốp tay cầm. Và cái giá bây giờ thì nó cũng tốt hơn ngày xưa rất là nhiều rồi anh em ạ. Đợt này thì Sốp cũng có một lô hàng mới về, thành ra giá của nó đang tốt hơn so với thời điểm trước đâu đó khoảng 500k cơ. Xbox Elite Series phiên bản màu đen đâu đó tầm khoảng hơn 3 đồng, bản màu trắng tầm khoảng 2 đồng tư, và bản màu xanh thì cũng tầm tầm đó 2 đồng tư, ngang ngang với bản màu trắng anh em nhé. Rồi thì cũng nhân cái tiện này thì mình cũng làm một cái video mở hộp cho anh em về những phiên bản Xbox Elite này nó sẽ có cái gì khác biệt gì so với những phiên bản thường anh em nhé. Rồi chuyển cảnh nào. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp mẫu Xbox Elite Series 2 Core anh em nhé. Phiên bản này thì nó sẽ đặt tên là Core, có nghĩa là cái phiên bản mà nó sẽ thu gọn hơn so với phiên bản Elite màu đen, nó sẽ có nhiều phụ kiện hơn. Tay cầm sẽ được bọc trong một cái túi ni lông như thế này và nhìn qua thì nó cũng rất là đẹp anh em ạ. Về những cái phiên bản Xbox Elite Series 2 ấy, anh em có thể nhìn thấy cái hộp của nó đóng cũng rất là xịn anh em nhé. Hộp cảm giác nó sẽ chắc chắn hơn, nhìn nó cứng cáp và đầm hơn so với những mẫu Xbox kiểu bản thường ấy, thì cái hộp giấy nó sẽ nhìn mỏng manh hơn. Nhưng với những phiên bản cao cấp như Xbox Elite như thế này thì anh em có thể nhìn thấy một cách đóng gói rất là xịn sò và nhìn nó đẳng cấp. Đây là màu trắng thôi, còn màu đen nó còn dày hơn nữa anh em nhé. Ở chiếc tay cầm Xbox Elite này ấy, thì nó sẽ có hai cái seal để anh em có thể mở nhé. Một là cái seal ở phía dưới và hai sẽ là cái seal ở phía trên. Anh em sẽ bóc hai cái seal này thì sẽ mở được tay cầm ngay. Còn với những cái phiên bản Xbox thường ấy thì nó chỉ cần một cái seal ở phía đáy của tay cầm là anh em đã có thể mở được rồi. Còn với phiên bản này thì sẽ cần phải hai seal nhé. Sau khi bóc hai seal xong ấy thì anh em sẽ dốc cái hộp xuống thẳng lên như thế này, là chúng ta sẽ có thể nhìn thấy ngay là nhân vật chính của chúng ta, một chiếc tay cầm Xbox Elite Series 2 bản màu trắng. Lần đầu tiên nhìn vào cái ngoại hình của con Xbox Elite phiên bản màu trắng này, mình thấy đấy rất là sang trọng, rất là đẳng cấp. Cái cụm D-pad nhìn rất là tinh tế anh em nhé. Về cái thiết kế thì đây là một cái thiết kế cầm nắm rất là sướng tay, có cái phần cao su khiến cho anh em có một cảm giác cầm một chiếc tay cầm rất là sướng, rất là ôm tay. Và một cái điều đặc biệt hơn cả, ở những cái phiên bản Xbox Elite ý, thì ở mặt sau nó sẽ khác so với Xbox phiên bản thường nhé. Mặt sau thì nó sẽ có những cái phím để anh em có thể tăng giảm cái độ nảy của cần RT. Và cũng như là cái phiên bản này ý, thì pin nó sẽ liền theo tay luôn anh em nhé. Nên là cái cảm giác cầm của những tay cầm Xbox Elite nó sẽ nặng tay hơn một chút. Tiếp tục mở hộp ở phía dưới với một mẫu tay cầm của Xbox Elite ý, thì anh em sẽ thấy ngay là một sợi dây cáp nó sẽ kèm theo hộp luôn anh em nhé. Và đây cũng là một trong những sợi dây cáp có chất lượng hoàn thiện rất là xịn sò. Đây là sợi dây cáp bằng dây dù, cổng chuẩn Type-C rất là dài. Cái dây này đâu đó khoảng 3 mét. Thì cái dây nẻ này thì Sốp cũng có bán, nhưng anh em nào thích những cái mẫu dây kiểu dù như thế này rất là bền bỉ thì có thể mua tại Sốp tay cầm. Cùng với đó ở phía dưới này đây thì sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng và nó sẽ hiển thị ngay là Xbox Elite Series 2 phiên bản Core của màu trắng này. Đó là tất cả những gì mà anh em nhận được khi sở hữu con Xbox Elite Series 2 phiên bản màu trắng các bạn nhé. Nhìn rất là đẹp và thường thì mua hàng tại bên Sốp thì sẽ được tặng kèm theo cho anh em cả bọc cần nữa. Tay cầm này thì sẽ có dây rồi thì anh em sẽ không cần thiết phải kèm theo dây nữa. Công nhận là đẹp thật anh em ạ. Và thực sự mà nói đây cũng là một trong những cái phiên bản Xbox Elite rất đáng để anh em xuống tiền nhé. Phiên bản màu trắng giá hiện tại chỉ khoảng hơn 2 đồng thôi. Mình nhớ một cái thời điểm trước ấy, giá bản này nó đâu khoảng tầm 3 triệu thôi. Nhưng bây giờ thì giá đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Anh em thích một form Xbox màu trắng thì không thể bỏ qua Xbox Elite phiên bản này nha. Rất đẹp
và sang trọng. Rồi, tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đến với phiên bản có thể nói là đắt nhất của nhà Xbox Elite Series 2. Mình có nhớ những cái thời điểm mà phiên bản Elite Series 2 bản màu đen này, phiên bản đầy đủ tất cả những cái phụ kiện của Xbox Elite, có thời điểm giá lên tới đâu đó khoảng tầm 5 triệu cơ anh em ạ. Nhưng bây giờ thì cái mức giá nó đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Chúng ta có thể nhìn qua về cái hộp của màu đen và màu trắng anh em nhé. Thì cách đóng hộp của màu đen nó sẽ dày hơn một chút và nó to hơn, cũng như là nó sẽ nặng hơn. Bởi vì sao nó lại nặng đến như vậy? Ở bên trong thì nó sẽ có cho anh em thêm một chút những cái phụ kiện nữa, thì tí nữa chúng ta sẽ cùng mở hộp nhé. Và cách đóng siêu thì nó vẫn sẽ là như vậy thôi. Chúng ta sẽ có hai siêu, một ở phía dưới và hai là ở phía trên như thế này. Và anh em khi mở hộp sẽ bóc hai siêu này nhé anh em nhé. Sau đó thì anh em sẽ dốc cái hộp xuống như thế này thôi, là chúng ta sẽ nhìn thấy ngay đây là nhân vật chính của chúng ta, một chiếc tay cầm Xbox Elite Series 2 phiên bản màu đen. Và ở đây nó không có ngay nhìn được tay cầm, mà đó là một chiếc hộp đựng anh em ạ. Đây là một điều khác biệt của phiên bản màu đen so với những phiên bản màu trắng, màu xanh và màu đỏ anh em nhé. Phiên bản core thì nó sẽ tối ưu hơn và gọn gàng hơn. Còn với phiên bản màu đen, một phiên bản đầy đủ, anh em có thể nhìn thấy nó sẽ có một hộp đựng, và khi mà chúng ta mở hộp ra thì đây mới là chiếc tay cầm Xbox Elite Series 2 phiên bản màu đen. Rồi, không chỉ có tay cầm đâu mà ở phía dưới này đây chúng ta còn có rất là nhiều những phụ kiện khác nữa. Và phiên bản màu đen này ở mặt sau thì nó cũng đã có thêm những cái phím như kiểu P1, P2, P3, P4, nó đã gắn liền ở đây rồi. Còn với phiên bản màu trắng thì những cái phụ kiện đó nó sẽ không có kèm theo anh em nhé. Thực sự thì nếu như anh em muốn có một chiếc tay cầm đầy đủ nhất tất cả những gì phụ kiện của một chiếc Xbox thì Elite phiên bản màu đen là một phiên bản hoàn hảo nhất. Thực ra thì những cái phụ kiện này nó cũng có thể bán lẻ cho anh em được nhé. Nhưng với phiên bản màu đen đầy đủ thì nó sẽ có tất cả những gì anh em có luôn. Ở phía dưới này đây thì nó sẽ còn có thêm một cái dock. Với cái dock này thì anh em có thể sạc dành cho tay cầm luôn nhé, rất là tiện. Anh em để vào trong hộp và vẫn có thể sạc được luôn. Ở dưới này thì sẽ có một số những cái phụ kiện để anh em có thể thay đổi ở D-pad rồi là unlock các thứ thì rất là tiện. Đây là một cái phiên bản có thể nói là độ đầy đủ nhất dành cho một chiếc tay cầm của Xbox rồi. Nhìn rất là xịn sò và đẳng cấp luôn. Thì cái form về ngoại hình của tay thì nó cũng tương đối giống so với phiên bản màu trắng thôi anh em ạ. Đây, thì mình có thể đặt qua cho anh em nhìn ngoại hình của màu đen và màu trắng các bạn nhé. Anh em thích tông đơn giản, thích tông sạch sẽ thì có thể lấy màu đen. Còn màu trắng thì đôi khi nhìn nó có phần nó đẹp hơn một chút và cũng như sự tinh tế hơn. Cũng tùy anh em nhé, nhưng mà phiên bản màu đen này thì nó sẽ có cho anh em cái hộp đựng luôn. Và với hộp đựng này thì anh em chỉ cần cắm cái dây cáp sạc vào đây thôi, thì nó sẽ tự động sạc luôn dành cho chiếc tay cầm này. Một cách thiết kế thực sự rất là tiện lợi và đầy đủ nhất khi anh em sở hữu chiếc tay cầm Xbox Elite Series 2. Tiếp theo đó, mở hộp ở phía dưới ra ấy, thì anh em sẽ có ngay cho mình, cũng sẽ là giống với phiên bản màu trắng thôi. Chúng ta sẽ có một sợi dây cáp Type-C, và đây cũng là một sợi dây cáp dù rất là xịn, rất là bền bỉ và rất là dài, tầm khoảng hơn 3m các bạn nhé. Dây này bán lẻ ở bên shop tầm khoảng hơn 100, nhưng mà cái dây này thì anh em sẽ được kèm theo hộp luôn, không cần phải mua thêm làm cái gì cả. Và cái dây này thì shop đánh giá nó rất là bền. Mình đã từng sử dụng qua những cái chiếc Type-C phiên bản dù này rồi, nhưng mà có lẽ chơi khoảng vài năm nó không có vấn đề gì các bạn nhé. Rất là bền bỉ theo thời gian. Và ở dưới này đây thì nó vẫn sẽ có cho anh em là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Đó, thì nó chỉ khác là Xbox Elite Series 2 phiên bản màu đen thôi. Còn màu trắng thì nó sẽ là màu trắng các bạn nhé. Anh em có thể đọc thêm và tìm hiểu sâu hơn về những chiếc tay cầm này. Và đó là Elite Series 2 phiên bản màu đen, phiên bản đầy đủ nhất. Thực sự thì với tầm giá bây giờ chỉ tầm khoảng hơn 3 củ thôi, anh em đã có thể sở hữu một chiếc tay cầm của Xbox cao cấp nhất hiện nay rồi. Nó sẽ có đầy đủ tất cả những cái phụ kiện của một chiếc tay cầm của Xbox, có dock đi kèm với cả hộp đựng luôn. Thực sự là tiện để anh em có thể mang đi mang lại chỉ cần bằng một chiếc hộp như thế này thôi. Và ở video này thì chắc là mình sẽ mở hộp nhanh thôi, còn tất cả những cái gì mà đi sâu hơn ấy thì chắc là shop sẽ làm thêm những video về Xbox Elite dành cho anh em nhé. Rồi, đây sẽ là màu xanh dương của Xbox Elite. Thì thực ra thì với phiên bản màu xanh dương thì cũng sẽ là một phiên bản Elite Series 2 phiên bản core nhé. Có nghĩa là cái phiên bản gọi là thu gọn hơn, thì nó sẽ giống hệt với cách đóng gói với phiên bản màu trắng. Ngoài ra thì có một phiên bản màu đỏ nữa, nhưng mà shop đang về hàng ấy, nên là chắc là shop sẽ làm riêng một phiên bản màu đỏ cho anh em nhé.
vẫn sẽ là hai siêu phía trên và phía dưới, và sau đó anh em dốc hộp lên thôi là chúng ta sẽ nhìn thấy ngay đây là chiếc tay cầm Xbox Elite Series 2 phiên bản Blue, nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Màu xanh cũng là một trong những màu mình cảm thấy rất là tuyệt vời nhé, một trong những chiếc tay cầm màu xanh mình cảm thấy là đẹp nhất, phối hợp cùng với mặt trước là cái tông cao su mềm mại màu đen, đen xanh, và mặt sau thì mình cứ tưởng là màu xanh cơ, nhưng mặt sau của chiếc tay cầm này thì nó vẫn sẽ là màu trắng các bạn nhé. Nếu như mà nhìn chỉ nhìn mặt sau thôi ý, thì anh em nhìn thấy là phiên bản core xanh và màu trắng thì nhìn cũng rất là giống nhau các bạn ạ. Đó, anh em có thể nhìn qua về sự so sánh ngoại hình giữa hai phiên bản màu xanh và màu trắng anh em nhé. Khi mà mình đang cầm trên tay như thế này đây, nhìn đẹp thật sự anh ạ. Cầm trên tay những chiếc tay cầm này cảm giác rất là phấn khích, một chiếc tay cầm cao cấp của nhà Xbox mà giá bây giờ thì cũng rất là tốt rồi, chỉ khoảng hơn 2 củ thôi. Kết hợp với cái thiết kế mà nhám cao su đen ấy, mang lại cái cảm giác anh em cầm một chiếc tay cầm rất là đầm tay và rất là sướng anh em ạ. Thực sự cầm một chiếc tay cầm Xbox kiểu như thế này mình thấy rất là đã các bạn nhé. Cầm bấm mọi thứ đều rất là hoàn hảo, rất là sướng tay với Xbox Elite. Và cùng với đó cái cụm D-pad này cũng được trang trí một cách rất là tinh tế luôn. Thì với cái phiên bản màu xanh này ở phía dưới thì nó vẫn sẽ giống với phiên bản màu trắng, nó sẽ có cho anh em một cái sợi dây cáp bằng dù nhé. Nhưng mà với phiên bản màu xanh này thì cái màu sắc của cái sợi dây thì nó sẽ khác. Mình cứ tưởng là vẫn sẽ là sợi dây đen trắng cơ, nhưng với phiên bản màu xanh thì chúng ta sẽ có một sợi dây cáp tai si dù màu xanh, nhìn rất là hợp tông với nhau anh em ạ. Thì chắc chắn rồi, cái dây dù này là một dây có chất lượng rất là xịn, dài đâu đó khoảng hơn 3 mét, nên là anh em nào muốn chơi có dây thì cứ cắm dây này mà dùng luôn nhá. 3 mét thì cái khoảng cách mà anh em dùng từ vị trí mình ngồi cho tới PC và laptop mình chơi ấy, thì cực kỳ là thoải mái luôn. Thì với những cái phiên bản như kiểu màu xanh này, màu trắng và màu đỏ ấy, phiên bản core thì nó sẽ không có một cái hộp phụ kiện đựng giống như chúng ta có với phiên bản màu đen, nhưng với mức giá chênh lệch đâu đó khoảng 1 triệu thì anh em cũng có thể cân đối anh em nhé. Elite phiên bản màu đen đầy đủ nhất tầm khoảng hơn 3 củ, còn phiên bản màu xanh, trắng và đỏ thì tầm khoảng là hơn 2 đồng. Thì anh em nào thích một sự đơn giản hoặc là thích những cái màu như kiểu xanh trắng thì có thể sử dụng những phiên bản core các bạn nhé. Muốn đầy đủ nhất thì anh em có thể lựa phiên bản màu đen. Đây cũng sẽ là một cái video mà shop mở hộp nhanh, gọi là đánh giá tổng quan nhanh dành cho một mẫu tay cầm Xbox Elite Series 2 thôi. Vì shop hình như vẫn chưa có một video mở hộp dành cho anh em cả. Anh em là ở xa mà ngại qua shop ấy thì cũng rất là muốn xem là những hình ảnh chi tiết dành cho một chiếc tay cầm khi mình nhận về là như thế nào, thì đây là một cái video mình nghĩ là sẽ rất là phù hợp dành cho anh em. Giá của ba sản phẩm này thì cũng rất là tốt vào thời điểm hiện tại rồi, tầm 2.4 củ cho phiên bản màu trắng và phiên bản màu xanh, và khoảng 3.5 củ với phiên bản màu đen, một mức giá rất tốt anh em ạ. Ngày xưa thì giá nó sẽ không thể tốt như thế này đâu. Anh em nào ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp shop tay cầm để mua sắm, để trải nghiệm. Còn nếu như anh em ở xa ấy, thì có thể đặt hàng online và shop sẽ ship tận nhà dành cho anh em nhé. Nếu là một fan của Xbox thì chắc chắn đây là những chiếc tay cầm mà anh em không thể bỏ qua rồi. Mua tay cầm, đến ngay shoptaycam.com.